10 điều xin đừng làm với bản thân. Kính chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, cuộc sống ngắn ngủi, hãy tự biết yêu thương lấy bản thân mình. Chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 10 điều ngắn ngủi trong cuộc sống, tóm gọn cách làm người an nhàn, đừng quá mệt mỏi, chính là lương thiện lớn nhất với chính mình. Hãy tử tế với sinh mệnh, nhớ bao dung với người khác, nhưng cũng đừng quên học cách lương thiện với chính mình. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Thứ nhất, đừng tự làm khó mình là báo đáp tốt nhất cho bản thân. Người sống trên đời, ngoài sinh tử, không có khó khăn nào không thể vượt qua được. Khi bạn càng lớn càng hiểu ra rằng cuộc sống là một phép trừ, không ai biết trước được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cuộc đời ngắn ngủi, không cần thiết phải lo được lo mất quá nhiều. Việc gì không hiểu, không cần cố tìm tòi. Người nào nhìn không thấu, không cần gắng theo đuổi. Có một vài đạo lý chỉ cần nghe, không cần hiểu. Dù gặp chuyện gì, nhớ đừng bao giờ làm khó chính mình. Hãy đi con đường bản thân muốn đi, làm việc chính mình muốn làm, yêu người bạn muốn yêu. Thứ hai, đừng than vãn là lời động viên hay nhất cho bản thân. Chỉ có nắm chắc tâm trạng báo oán trong tay, hóa giải nó thành năng lượng làm việc mới là đảm bảo lớn nhất cho thành công. Than phiền là một chất độc có thể phá hủy ý chí và cắt giảm sự nhiệt tình của bạn. Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, sống khổ thế nào đi nữa, muốn đau khổ qua mau, hãy cố gắng đừng phàn nàn. Bạn phải biết rằng, trên đời này không có đồng tiền nào rơi từ trên trời xuống, chỉ có trả giá mới có thu hoạch. Ngay từ bây giờ, hãy buông bỏ tất cả những lời báo oán không cần thiết, sống kiên cường, lạc quan, tích cực và nhiệt tình với cuộc sống này hơn. Điều thứ ba, đừng tức giận là cách tự chăm sóc mình hoàn hảo nhất. Trước đây có một con lạc đà đi trên sa mạc. Ánh mặt trời buổi trưa giống như một quả cầu lửa lớn, khiến nó cảm thấy vừa đói vừa khát, vừa lo lắng vạn phần. Tức giận trong lòng tích tụ ngày một lớn, không biết nên xả đâu cho hết. Ngay lúc này, một mảnh chai thủy tinh dưới đất vô tình cắt vào chân nó. Con lạc đà đã rất mệt nên liền phát hỏa. Nó nhấc chân hung hăng đá những mảnh vỡ kia đi, nhưng không cẩn thận làm vết thương sâu thêm, máu tươi nhuộm đỏ cát vàng. Con lạc đà giận dữ bước đi khập khiễng. Chẳng mấy chốc, vết máu đã thu hút những con kền kền đang bay trên bầu trời. Con lạc đà mệt mỏi chạy về phía rìa sa mạc. Vừa mệt lại đang chảy máu, nó yếu ớt chạy đến gần một tổ kiến. Những con kiến ăn thịt này bị máu thu hút kéo nhanh về phía lạc đà. Chỉ một lát sau, chú lạc đà tội nghiệp máu tươi đầy mình, nằm trên đất, không bao giờ tỉnh lại nữa. Trước khi chết, nó từng rất hối hận. Phải chi đừng tức giận với mảnh thủy tinh nhỏ thì có lẽ đã không mất mạng. Thế nên mới nói, khi chúng ta gặp phải những chuyện không vui, điều cần nhất là bình tĩnh, lý trí, để đầu óc sáng suốt mà xử lý công việc. Hãy tử tế với sinh mệnh, nhớ bao dung với người khác, nhưng cũng đừng quên học cách lương thiện với chính mình. Điều thứ tư, đừng giấu quá nhiều tâm sự trong lòng là cách bảo vệ bản thân cừ nhất. Sống một đời, có ai mà không gặp phải những chuyện phiền muộn, không được như ý, hay những người vô duyên, vô tâm. Có đôi lúc, cái gì đáng nhịn hãy nhịn, còn những việc không đáng nhịn thì đừng tự khiến mình tủi thân, chịu thiệt. Không vui hãy nói ra, không muốn thì đừng có làm. Có những người không đáng để bạn phải tự tổn thương chính mình như thế. Muốn thoát khỏi lớp vỏ bọc vô vị cũ, cách tốt nhất là không phụ lòng người khác, cũng chẳng tự làm khổ chính mình. Nếu bạn không học cách yêu bản thân mình trước,
làm sao có thể biết yêu người khác thế nào cho đúng. Điều thứ năm, đừng vội vã là sự dịu dàng cao nhất cho chính mình. Phần đời còn lại, đừng sống quá vội vã. Chậm một chút mới có thể nhìn thấy càng nhiều cảnh đẹp hơn nữa. Khương Tử Nha 80 tuổi mới gặp được Minh Chủ. Từ Mã Ý 60 tuổi mới được trọng dụng. Lưu Bang 40 tuổi còn ở Bái làm đình trưởng. Chủ tịch của New Oriental Education từng nói trong một bài phát biểu rằng việc các bạn có thể làm trong 5 năm, tôi dùng 10 năm để làm. Việc các bạn dùng 10 năm để làm, tôi sẽ dùng 20 năm để hoàn thành. Nếu như thế vẫn không thành, tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, tâm trạng vui vẻ. Đợi đến sau 80 tuổi, khi các bạn đã mất đi, tôi vẫn sẽ tiếp tục hoàn thiện nó. Từ xưa đến nay, những người thực sự lợi hại trước giờ đều không bao giờ gấp. Điều thứ 6, đừng lo lắng là sự an ủi lớn nhất cho bản thân. Trên mạng có một chủ đề thế này: từ khi nào bạn bắt đầu nhận ra cuộc sống không dễ dàng? Có một bình luận được rất nhiều người like: khi tôi bắt đầu cảm thấy ăn khổ qua thật sự không đáng, vì cuộc sống còn đáng hơn khổ qua rất nhiều lần. Đúng vậy, thế giới của người trưởng thành, ban đêm dù sụp đổ thì ban ngày vẫn phải kiên cường bật dậy đi làm. Đó là điều rất bình thường. Không ai là không khổ, chỉ có điều nhiều người không muốn kể ra mà thôi. Nhưng bạn cũng không được vì thế mà lo lắng. Khi Thượng Đế đóng tất cả cánh cửa đi nữa, nhất định vẫn sẽ trở lại cho bạn một cửa sổ. Bạn phải tin rằng dù hôm nay có tồi tệ thế nào đi nữa, ngày mai nhất định vẫn sẽ tốt hơn. Điều tiếp theo, đừng miễn cưỡng mình là bao dung cao nhất cho chính bạn. Chắc chắn trên thế giới này sẽ có vài việc dù bạn có nỗ lực đến đâu đi nữa cũng không thể thay đổi được, bởi vì năng lực con người là hữu hạn. Miễn là bạn từng nỗ lực hết mình, vậy đừng nên hối tiếc hay tự trách làm gì. Đường không có lối đi thì đổi lối khác. Việc cố mấy vẫn không thành, vậy không cần miễn cưỡng. Thuận theo tự nhiên là được, cố gắng hết mình là đủ. Điều thứ 8, đừng kéo dài bệnh là cách chịu trách nhiệm thực tế nhất với chính mình. Là người, ai mà chẳng có lúc mắc bệnh. Nhưng đừng bao giờ vì những lý do như có việc, để hôm khác mà trì hoãn việc chữa trị. Hãy cố gắng kiểm tra định kỳ đúng hạn, phòng ngừa cho bản thân cũng là phòng ngừa cho xã hội. Tiền hết có thể kiếm, công việc mất có thể tìm, nhưng sức khỏe không còn, chẳng có gì đền lại được. Điều thứ 9, đừng quá tiết kiệm, đó là sự tôn trọng tốt nhất cho bản thân. Tiết kiệm là đức tính tốt, nhưng đừng quá tiết kiệm, nó không đáng. Mỗi người học cách kiếm tiền là để có tiền xài, không phải nhịn ăn nhịn uống rồi cho hết tiền lương vào sổ tiết kiệm. Học cách tiết kiệm có chừng mực, bởi vì bản thân bạn đáng giá được đối đãi tốt hơn. Và điều thứ 10, đừng quá mệt mỏi là lương thiện lớn nhất cho chính mình. Một đời người bận rộn cỡ nào đi nữa cũng nhớ phân thời gian nghỉ ngơi. Kiếm tiền tuy quan trọng, nhưng giấc ngủ cũng quý không kém. Người còn việc còn, đừng sống quá mệt mỏi. Sống có chí cầu tiến, nhưng cũng phải sáng suốt mà sống, hạnh phúc, vui vẻ mà sống. Đừng sống quá mệt mỏi chỉ vì cố tỏ ra là mình luôn ổn, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an. Không một chút nào bạn cảm thấy bình yên thực sự, vì chưa từng có cảm giác được là chính mình. Trong cuộc sống, không phải ai cũng thích yên phận. Nhiều người tham vọng, thích tranh đua, cố gắng đạt tới sự hoàn hảo mà đôi khi quên rằng chính tâm ta đang mệt mỏi. Đừng cố theo đuổi sự tuyệt đối, cố gắng chu toàn mọi thứ vì chúng ta nhỏ bé lắm.
chẳng thể dùng bàn tay mình để có thể che được cả trời. Ai ai cũng đang tự dần hình thành cho mình thói quen đeo mặt nạ trong cuộc sống này. Cuối cùng, chẳng ai thực sự hiểu lòng ai, và chính ta cũng tự dối mình, nên tâm thêm mỏi mệt. Đừng sống quá mệt mỏi, vì phải biết chấp nhận rằng trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều chuyện bản thân không thể quyết định được. Thậm chí việc một mình chịu đựng những uất ức, bất lực cũng chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn mà thôi. Nhân sinh đơn giản chính là như vậy. Có những thứ bạn mất đi, nhưng sẽ có điều khác đến với bạn. Còn sống là còn nhiều cơ may khám phá điều mới, những hạnh phúc nhỏ bé, giản đơn. Vì thế, dù như thế nào đi chăng nữa, cũng đừng làm những chuyện có lỗi với bản thân mình. Học cách sống đơn giản mới là điều không đơn giản. Học cách chấp nhận mình là kẻ không hoàn hảo, có sai, có sửa, để tâm luôn nhẹ như không. Vui chỉ một lúc, buồn rồi cũng qua. Mệt quá làm chi, sống cho nhẹ nhàng. Tâm thoáng đãng, nhìn đời bình thản. Việc khó tùy duyên, việc phiền để gió cuốn. Hỉ, nộ, ái, ố đều trải nghiệm. Cay, đắng, ngọt, bùi đều nếm qua. Cả đời này coi như không sống uổng.